Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay ngày 8 tháng 4 năm 2024, trong video hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cập nhật cho tất cả quý vị và các bạn thấy được những cái tiến độ mới nhất của dự án cầu Rạch Miễu 2, cây cầu Di Văn bắc qua sông Tiền, nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre. Vừa rồi ở trụ B31 và 32 phía bờ cồn Thới Sơn, các đơn vị thi công đã hoàn thành gác 7 phiến dầm rồi. Và ở trụ B34, 35, 36 trước đó thì các anh cũng đã hoàn thành quá trình gác 14 phiến dầm. Phía bên trên thì các đơn vị thi công cũng đã hoàn thành quá trình bơm bê tông bản mặt cầu đầu tiên của dự án cầu Rạch Miễu 2 rồi. Sáng hôm nay thì mình thấy là các đơn vị thi công đang đưa máy móc thiết bị cũng như là xe bồn bê tông lại để mà bơm bê tông vào mố cầu của cái phần cầu vượt bắc qua con đường phía bên dưới, phía bên cồn Thới Sơn. Ở đây là trụ B39 ạ. Bên đây là bộ chỗ mà cái chiếc xe bồn bê tông là B38, còn qua đây là 39 nè, ngay chỗ này là cái mố của cây cầu vượt bắc qua. Trong video này thì mình sẽ di chuyển từ cồn Thới Sơn qua địa phận của bờ Bến Tre là cái phần cầu vượt bắc qua sông Mỹ Tho, rồi sau đó là mình sẽ quay ngược lại quay tổng thể phần hai trụ chính Di Văn B19 và B20 cũng như là công tác giải phóng mặt bằng phía bờ Tiền Giang hôm nay như thế nào. Thì bây giờ mời tất cả quý vị và các bạn cùng nhau tiếp tục theo dõi đến hết video với mình nha. Thank you.